Hello, hello, chào mừng tất cả mọi người đến với kênh điện thoại An Thảo nhé. Ôi rồi, ôi hôm nay hàng về nhiều ghê luôn, toàn máy ngon bổ rẻ mọi người ạ. À. Hôm nay em về cái dòng 6s plus lock 32 gb và 7 plus lock 32 gb nhé, giá chỉ có hơn một triệu triệu thôi. Đấy, bao ghép sim, lắp sim vào là lên sóng thôi. Đấy và tặng kèm sim ghép cho mọi người, nên là mọi người không lo nhé. Đầu video thì em xin chúc mọi người, à, tất cả các anh chị theo dõi kênh An Thảo một buổi tối an lành và sức khỏe nha hôm nay nhà em thanh lý iPhone 6 Plus hoặc là 5 SE chỉ từ 600.000 thôi và về thêm dòng iPhone XR quốc tế 64g 128g 12 Pro 256g 12 Pro Max 256g và 14 Plus 128g nha Đấy, mẫu mã iPhone ở bên shop An Thảo thì khỏi phải chê luôn Tại vì là trong thời gian mà mọi người đợi hàng về thì nhà em đã đi săn tất cả các mã khác Giá rẻ hàng ngon cho mọi người luôn nhá Đấy, cứ phải có hàng mới thì mới lên video Chứ còn bán hàng cũ thì chán á Ok, bây giờ đi vào giới thiệu Từng cây máy một nha mọi người Mọi người cần mua hàng Hoặc là cần tư vấn một chiếc điện thoại nào Thì liên hệ qua Zalo hoặc số điện thoại tư vấn của em đây duy nhất một số điện thoại này thôi nha mọi người đấy Facebook là Nguyễn Cherry mua hàng cọc trước 100 200 300 tùy theo giá trị của đơn hàng qua hai số tài khoản ở trên màn hình Techcombank và Vietcombank chủ tài khoản Nguyễn Anh Đào nhé bảo hành từ 1 tháng đến 3 tháng tùy đời máy nhá mọi người có thể qua trực tiếp để xem và mua máy địa chỉ ở 28 Đại Linh Trung Văn Nam Từ Liêm Hà Nội Đấy, còn ở xa là ship code Mình được nhận hàng kiểm tra hàng rồi mới thanh toán tiền cho shipper Và bắt buộc phải cọc trước à, Lạ thật mà bây giờ các anh chị mua hàng quen mua 2-3 lần rồi Mà đến lần thứ tư vẫn bom hàng được Thua luôn Đấy hôm nọ gặp mà À thôi không kể nữa Kể lại dài quá bây giờ là vào thanh lý máy luôn này Đầu tiên là một cây 5SE quốc tế 16GB tình trạng cây này là vỏ xấu nhá đấy vỏ xấu bán thanh lý giá rẻ cho mọi người pin zin 75% nhà em thay mới 100% free không mất phí nhá đấy cây này thì Đà, Mà nó phản quang nhẹ ở trên góc này có mấy đốm trắng này nhá đấy vân tay các thứ thì ok hết nói chung là máy không có lỗi gì cả pin thay mới 100% iphone 5se nhá không phải là 5s bản quốc tế 16 gb Đấy, cây này thay pin mới vỏ xấu Bán thanh lý cho mọi người Giá cây này là 850.000 nhá 850.000 nha mọi người 5SE quốc tế 16 gb nhá Đấy Màn cây này không bị gì Chỉ bị mấy chấm phản quang thôi Cái phản quang này thì ấy Là đời thấp thì dùng lâu Đa số là nó bị hết nhá Ok chưa ạ 5SE quốc tế 16 gb Đấy thanh lý có 850.000 tặng kèm với sạc cáp và cường lực cho mọi người nhé rồi tiếp theo này. một cây iPhone 6 Plus quốc tế 16 g pin thay còn 97 phần trăm đây hình thức cũng phẩy nha đây cây này cũng phẩy hết tình trạng máy là màn lô và mất vân tay màn lô nha mất vân tay nha sử dụng hôm ảo giúp em đây pin còn 97 98 phần trăm nhé mất vân tay và màn lô đấy À, cái cây máy này thì về mình xem YouTube hay là Zalo Facebook vẫn ngon lành cành đào hết nhá đấy US 12 tải được uh, Zalo Facebook TikTok tải nói chung là tải bình thường thôi đấy mình cứ tải bản cũ về là được nhá màn lô mất vân tay cây này thanh lý cho mọi người giá là 600.000 đấy 600.000 à tặng kèm sạc cáp cường lực ốp lưng cho mọi người nhá thì tất cả các hàng nhà em bán giá rẻ rồi nên là mọi người yêu cầu mọi người là mua hàng không mặc cả nhá. Đấy, mặc cả là coi như là bỏ qua luôn. Đấy nhà em không mặc cả. Đây tiếp theo này, một cây 6s Plus Lock 32GB. Đấy. Cái này pin zin 73% thì sẽ thay pin mới free không mất tiền. Tình trạng máy là màn mực. Màn zin bị mực đây. Bị mực ở góc này nha mọi người. Đấy, bị mực ở góc này vân tay và tất cả các chức năng khác đều sử dụng bình thường đây màn zin bị mực nhé không phải màn lô iPhone 6s Plus lốc 32g hàng lốc này thì nhà em sẽ tặng kèm sim ghép một miếng sim ghép như thế này cho mọi người đấy về cứ lắp kèm sim ghép vào là lên sóng không cần phải làm gì nữa nhá 6s Plus Lock 32g vỏ phẩy màn mực máy lốc pin thay mới 100% giá cây này thanh lý cho mọi người là 900.000 nhá 900.000 iPhone 6s Plus đây nó khác với 6 Plus là nó có cái chữ S ở lưng đây này đấy 6s Plus là đời cao hơn của 6 Plus nhá, giá cây này có 900.000 thôi ạ à. tặng kèm xa cáp cường lực ốp lưng sinh ghép đầy đủ nhé đây ví dụ như một cây 6s Plus lốc 32g này của nhà em ấy đấy hàng lốc của nhà em sẽ fix sẵn mã cho mọi người rồi mọi người chỉ về đợi một tí là lên sóng nhá Ví dụ như cái cây này không dịch vụ Thì mọi người đợi một tí là lên sóng nhá Đây đợi một tí là lên sóng nha mọi người Đấy 6S Plus Lock 32 g Màn zin sáng đẹp không bị ám màn à, Hoặc là màn mực như cái con này này Đấy hàng này nhà em thì bán giá là 1 triệu ba một cây nhá Máy phun chức năng hết không lỗi lầm gì nha mọi người Đấy 6S Plus Lock 32 g Máy zin phun chức năng hình thức phẩy đẹp khoảng 97-98% nhé. Màn to 5.5 inch. Chỉ có một màu duy nhất là màu xám đen. Tức là mặt kính màu đen và lưng màu xám. Không có màu khác nha mọi người. Đấy. Hôm nay bán giá chỉ có 1 triệu ba một cây. Tặng kèm sim ghép. Thì đối với cái uh, sim ghép này mọi người về cứ lắp vào. Lắp kèm sim của mọi người vào là lên sóng nhá Đây đây là sim nhà em và miếng sim ghép nó ở dưới đấy bây giờ mọi người nhận hàng thì mọi người đặt sim của mọi người lên cái chữ RS thì cho xuống dưới đấy chữ RS thì cho xuống dưới nhá Đây, tại vì sim ghép nó cũng có cắt một uh, phía bên góc kia giống như là khay sim của mọi người rồi đây xong mọi người đổi sim khác nhá đây em có hai sim Sim lúc nay em lắp đây Và bây giờ em đổi sim khác nha đây, Đổi sim khác Thì mình cũng lắp theo chiều của nó thôi Vừa khít với khay sim là được Đấy Đây khi mà lắp sim vào đây Mọi người đợi một tí là lên sóng cho mọi người thôi 6S Plus là cái dòng máy Nó ghép sim rất là dễ thôi Chỉ đơn giản như thế thôi nhé Bắt buộc mọi người phải lắp kèm miếng sim ghép Ở phía dưới thì nó mới lên sóng được Còn lắp một mình sim của mọi người Thì không được đâu nhá. 6S Plus Lock 32 g Zin đẹp 9899. Đây, pin thay mới 100%, em có 4 cây nhá. Pin thay sẵn 100% rồi. Màn to pin trâu, sóng khỏe. Đấy, hình thức có phẩy nhẹ, có xước nhẹ nha. Có 4 cây thôi nha mọi người. Pin thay sẵn và máy phun chức năng, main màn vỏ zin hết nhá. Đấy, có USB bốn cây này đều US 14 anh chị nào thích lên US 15 thì báo em em chạy lên cho luôn nhá thích uh, tải ứng dụng gì báo em tải luôn cho hoặc là lập iCloud thì nhận máy xong em cũng lập cho luôn đấy chiều khách rất là kinh luôn giá chỉ có 1 triệu ba một cây tặng kèm sạc cát thường cường lực ốp lưng sim ghép quay chập sim bảo hành một tháng lỗi một đổi một nha Mọi người nhớ nhá, dòng này là màn 5.5 inch nhá, không phải là màn bé đâu, màn to đấy ạ. Đấy, chuyển sang dòng 7 Plus lớp 32 g Đấy, 7 Plus với 6 S Plus thì màn nó cũng giống nhau nhá, màn đều 5.5 to giống nhau. Và cách lắp sim cũng giống nhau luôn. 7 Plus lốc 32 g hôm nay em có hai màu là màu hồng và màu đen nhám. Đấy, 7 Plus lên đời một tí thì nó sẽ có hai camera, cam X1, X2 và chụp chân dung nhá. em có pin zin 87 và pin thay mới 100. Pin zin 73 thì cũng thay mới cho mọi người nhé Đây, hình thức máy thì cũng đẹp khoảng 97 98%. Đây là em nói về hình thức máy chứ không phải là nói về pin nhá. Đấy, pin là nhà em ghi trên máy, còn cái hình thức máy thì do nó phụ thuộc vào Mình là máy nó sức nhiều hay là sức ít Đấy Ví dụ là sức tị ti thì gọi là 99 Còn sức nhiều hơn tí thì xuống 97 98% Đây iPhone 7 Plus 32GB Máy lốc Tất cả các máy lốc của nhà em Đều tặng kèm sim ghép Check nhà mạng và fix sẵn mã cho mọi người rồi Đấy Mọi người lưu ý giúp em nhé Nhiều anh chị nghe nhưng mà không hiểu ấy thì mọi người về chỉ lắp kèm sim ghép như cây 6S Plus là sử dụng nha. Đấy 7 Plus lock 32GB, zin đẹp 9798%. Máy zin hết. Main màn vỏ zin hết luôn, full chức năng. Đấy pin cây uh, nào kém thì thay pin mới còn cái ví dụ cây pin 87 này thì giữ nguyên nha mọi người. Đấy có US13 và 14, anh chị nào muốn lên US15 thì báo nhà em. Đây vân tay nhạy ok hết. Nói chung là test full hết rồi Không lỗi một cái gì hết Đây 7 plus lock 32 gb Giá chỉ có 1 triệu 9 một cây nhá 1 triệu 9 một cây Tặng kèm đầy đủ phụ kiện Và bảo hành 1 tháng Đấy anh chị nào thích màn trắng Thì em có hai cây màu hồng đây hai cây màu hồng này US 14 Và pin theo máy là pin 77 và pin 74 hai cây này sẽ phải thay pin mới cho mọi người nhé Thay pin free không mất tiền Pin đợt này toàn loại tốt thôi Loại xịn thôi Không có pin à, rẻ tiền nữa đâu nhé Đấy 7 Plus Lock 32GB Giá chỉ có 1 triệu 9 một cây Hình thức phẩy nhá Hình thức phẩy Bao pin Bao pin cho mọi người Đấy Những cây pin mà báo bảo trì rồi nhé Em sẽ thay pin mới free cho mọi người nhá Chỉ có 1 triệu 9 một cây thôi ạ à. Số lượng thì có vài cây thôi Không có nhiều đâu Mọi người mua nhanh kẻo hết nhé Rồi chuyển qua dòng quốc tế này Quốc tế thì hôm nay em có 4 cây 4 cây 7 nhỏ quốc tế 32 ghi Hình thức đẹp 99% Đấy Hàng Zinon nguyên áp nha Zinon nguyên áp màu trắng mẹ mắng cũng mua Pin zin theo máy luôn ạ à. Bin zin 92 và 3 cây pin zin 97 Hôm trước anh chị nào chưa mua được thì liên hệ em luôn nhé 7 nhỏ 7 nhỏ nó chỉ có một cam nhỏ như thế này thôi và màn 4.7 inch đấy màn 4.7 con 7 Plus đây 7 Plus là màn 5.5 anh chị nào thích màn to thì mua 7 Plus còn thích nhỏ gọn thì mua iPhone 7 nhỏ nhá Đây 7 nhỏ quốc tế 32G đây màu trắng đẹp ơi là đẹp luôn đấy 7 nhỏ này thì nhà em bán giá chỉ có 1 triệu 8 một cây thôi nhé 1 triệu 8 một cây Tất cả đều là Bản quốc tế nhật 32GB Đấy. Đây ạ iPhone 7 Quốc tế 32 ghi Bao quốc tế chọn đời reset đặt lại Dòng 2 thoải mái nhé Máy lớp hay máy quốc tế đều reset Đặt lại dòng 2 được nhé Còn máy lốc thì bắt buộc là phải dùng SIM ghép Máy quốc tế thì không cần SIM ghép nha mọi người Đấy 7 nhỏ quốc tế 32 gb xin đẹp 99% có đúng 4 cây này thôi nhé còn đúng 4 cây này thôi nha mọi người đấy giá chỉ có 1 triệu 8 tặng kèm đầy đủ phụ kiện xa cát thường cường lực ốp lưng que chọc sim bảo hành 1 tháng lỗi đổi mới luôn nhá rồi tiếp theo lại một con thanh lý nữa này 7 plus lốc 128 gb đây, cây này cam sau nó bị mất nét, pin 92% nhá. Màn lô cam sau mất nét. Đây, cam sau mất nét nhưng mà thi thoảng nó vẫn lấy nét được nha mọi người. Đấy. Thi thoảng vẫn lấy nét sử dụng bình thường nhưng mà cây này bán giá à, bán giá bỏ cam cho mọi người luôn. Đấy. Màn lô cam sau mất nét, bản 128 g Đấy. Cái này thanh lý giá bỏ cam cho mọi người nhé. Chỉ có 1 triệu 4 thôi. 1 triệu 4 thôi nha 1 triệu 4 là mua được 7 plus 128 rồi Rẻ thế nha Pin zin tận 92% Đấy cam sau mất nét nhưng mà vẫn sử dụng được Màn lô Máy phun chức năng Vân tay sử dụng bình thường Đây giá cây này chỉ có 1 triệu 4 nha Vỏ cây này đẹp luôn Vỏ cây này đẹp luôn nha Giá chỉ 1 triệu 4 thôi mọi người ơi rồi tiếp theo một cây uh, thanh lý tiếp này iPhone 8 Plus lock 64GB pin thay mới 100%. Cây này là không cam sau và hỏng rung Đấy. Vỏ phẩy nhá. Vỏ có bị xước nha mọi người. Đấy. Có bị xước. Cây này hỏng rung và không cam sau. Không cam sau thì vào cam sau nó sẽ đen xì như này là không cam sau nhá. X1, X2 thì mờ thôi bỏ luôn. Bán giá cây này là không cam sau và hỏng rung. Vân tay thì sử dụng bình thường. Đấy các chức năng khác sử dụng bình thường nhé đấy hỏng rung thì mình sử dụng chuông đấy chuông vẫn kêu bình thường nhé đấy chuông vẫn kêu bình thường đây vào phần giới thiệu mọi người xem này đây iPhone 8 Plus Lock 64 g cái này màn zin anh chị nào mua về chơi game thì tuyệt vời quá màn zin không cam sau đấy và hỏng rung giá cây này thanh lý chỉ có 1 triệu chín nhé 1 triệu 9 nha mọi người iPhone 8 Plus Lock 64GB Giá chỉ có 1 triệu 9 Thanh lý cây này nhá. Rồi tiếp theo là một cây 8 Plus Lock 64GB Pin 75% thì thay pin mới 100% cho mọi người luôn Tình trạng cây này là không cam sau Hình thức cũng phải nhẹ Đấy, Hình thức phải nhẹ Cây này đang hết pin rồi Đấy, giá cây này chỉ còn 2 triệu 2 nhé không can sau và không hỏng rung nhá. cây này hỏng rung thì 1 triệu chín còn cây này là không hỏng rung thì giá là 2 triệu hai nhá anh chị nào mua về chơi game tuyệt vời luôn tầm này 8 plus chơi game vẫn ngon lành cành đào luôn nhá mọi người nhá rồi tiếp theo là đến 7 plus quốc tế 32 g. cây này pin zin 83 vỏ nó bị lấm chấm gọi là bong sơn đấy màu đen nhám nó hay bị bong sơn như này nhá zin 83% Đấy US 14 Đây iPhone 7 Plus quốc tế 32GB đây Benzin 83% Máy Zinon full chức năng Vỏ phẩy như video này luôn nha Vỏ phẩy như video này luôn Thanh lý giá rẻ cho mọi người Cây này là 2 ,3 triệu 3 nhé 2 triệu 3 nha mọi người có đúng một cây duy nhất mua được của khách lẻ đây rồi tiếp theo này một cây 7 plus quốc tế 32 g màu hường pin thay mới 100 phần hình thức cây này là hình thức phẩy đẹp nha Đấy. hình thức phẩy đẹp không xấu như cây đen kia đây chỉ duy nhất phải một chấm ở chỗ này thôi Đấy. cây này US cũng 14 luôn nhé 14.6 7 plus quốc tế 32 gb Pin thay sẵn rồi Giá cây này là 2 triệu rưỡi nha 2 triệu rưỡi nha mọi người iPhone 7 Plus quốc tế 32GB Có một cây duy nhất 2 triệu rưỡi Rồi tiếp theo là một cây 7 Plus quốc tế 128GB Đấy Cây này thay, pin thay mới 100% Hình thức phẩy Đây vỏ nó cũng kiểu là bong sơn đấy Bong sơn lấm chấm ở viền đây Không cấn móp trời xước gì cả Chỉ bị bong sơn thôi nhé Đấy. Cây này đã uh, thay pin sẵn 100% rồi, US 14.6, máy phun chức năng mên màn vỏ zin hết nha, duy nhất chỉ thay pin thôi. Đây. Giá cây này bán cho mọi người là 2 triệu 6 nha. 2 triệu 6 nha mọi người. Có đúng một cây duy nhất nha mọi người. Rồi tiếp theo là một cây 7 Plus quốc tế 32GB. Màu trắng. Pin thay mới 100%. Hình thức cây này thì đẹp đẹp luôn nhá cây này hình thức đẹp 99 pin thay mới 100 rồi đấy US 15 đây US 15 nha đấy. bản quốc tế Mỹ 128 gb giá cây này là 2 triệu 8 nha 2 triệu 8 nha mọi người 7 plus quốc tế 128 gb 2 triệu 8 Nói chung là đợt này là máy nó xuống giá hết mỗi cây và xuống uh, 2 300 nghìn một cây luôn nhưng mà hết rồi Chỉ có sang tuần sau là bắt đầu hàng lại lên giá Tệ lên thì hàng nó lại lên giá thôi Rồi tiếp theo này Một cây 8 Plus 8 Plus mặt lưng kính rồi nhá 8 Plus quốc tế 64 ghi màu đỏ Pin thay mới 100% hình thức phẩy Đây Có một cây duy nhất thôi hình thức phẩy Pin thay sẵn cho mọi người rồi men màn vỏ zin hết nha Chỉ thay pin thôi Đấy, iPhone 8 Plus Giá cây này là 3 triệu rưỡi nha 3 triệu rưỡi nha mọi người 8 Plus quốc tế 64 gb hình thức phẩy 3 triệu rưỡi Đây em còn 2 cây 8 Plus quốc tế 64 gb Màu vàng gold hình thức đẹp 99 nha Pin thay mới 100% Đây, Hình thức đẹp 99 Pin thay mới 100% hai cây đều bản quốc tế Mỹ 64 gb Đấy, hai cây này US 16 nha mọi người. Đấy. Ok chưa ạ? À? Giá hai cây hàng đẹp này là 3 triệu 7 một cây nhá. 3 triệu 7 một cây ạ. À. 8 Plus quốc tế 64 gb zin đẹp 99. Rồi tiếp theo nha, đến hàng đời cao này, hôm nay có một cây 14 Plus. 14 Plus nha, quốc tế 128 gb cây này pin zin 99 mới sạc có vài chục lần thôi. Còn bảo hành Apple đến 15 tháng 5 năm 2024 nhé Hình thức máy này Hình thức máy thì đẹp keng đây Hình thức máy đẹp keng Không một vết xước luôn Đấy Zin nguyên ốc nguyên áp chưa bung mở máy sửa chữa gì nhá. 14 Plus thì pin châu vô đối rồi. Đối với bản Mỹ này thì 14 Plus không có khay sim nhá. Đấy, mình muốn sử dụng sim thì mình sẽ đi đi quét e sim mình quét e sim hai được hai e sim luôn nhé mình sử dụng được hai e sim đấy quét tại hai e sim sử dụng được hai e sim đây nó không có khay sim đâu máy còn zin ốc zin áp chưa có cnc có khay sim đâu nhé hàng này thì dùng thì tuyệt vời luôn màu xanh cực kỳ là đẹp nhé giá cây này là 15 triệu hai cho mọi người 15 triệu hai pin châu vô đối cam thì đẹp màu cũng đẹp luôn đây ạ, à, 14 plus nha mọi người Bản quốc tế Pin zin tận 99% Phạt có vài chục lần Máy đẹp kem Đó. Di nguyên ốc nguyên áp Vứt mất cái hộp rồi Không thì vẫn còn cái hộp cho mọi người Giá cây này chỉ có 15 triệu 200 Tặng kèm xà cáp nhanh cường lực ốp lưng đầy đủ nhé Bảo hành 3 tháng Cái bảo hành Apple này thì mọi người sẽ gửi đi đi Mỹ để bảo hành. Còn bên nhà em là bảo hành 3 tháng cho mọi người nhé Rồi, tiếp theo này, một cây 12 Pro Max quốc tế 256 GB, pin zin 87%, màu vàng gold, hình thức máy này. Hình thức máy cây này đẹp 99 luôn. Đấy. Đây, lau đi sạch sẽ cho mọi người nhé. Đây, 12 Pro Max 256 gb bản quốc tế Mỹ nha. Đấy. Cây này pin zin 87 hình thức đẹp 99%, có đúng một cây duy nhất nha. Đây, màu vàng gold rất là đẹp luôn. Giá cây này là 13 triệu 800 nha. 13 triệu 800 đối với cây 12 Pro Max 256 gb này xuống mấy trăm nghìn luôn nha mọi người nha bảo hành 3 tháng tặng kèm sạc cáp nhanh cường lực ốp lưng đầy đủ rồi tiếp theo là ba cây 12 Pro nhỏ 12 Pro nhỏ thì đợt này giá cực kỳ là rẻ luôn nhé Đấy. hôm nay em có hai đen và một xanh bây giờ quay cây cây xanh này trước cây xanh này là pin zin 91 phần trăm nha mọi người pin zin 91 phần trăm Đấy, pin zin 91%, hình thức phẩy nhỡ nhá. Đấy, hàng giá rẻ thì đương nhiên là nó có bị chày thì nó mới rẻ. Đây cây này nó bị uh, bong sơn ở viền đây nhá. Thế nên là nó mới rẻ. Còn hàng đẹp keng thì giá vẫn cao lắm. Đây. À, 12 Pro 256 g bản quốc tế Mỹ nhá. Đấy, pin zin là 91%. Hàng zin ôn nguyên bản. Chưa qua spa sửa bùng gì luôn. Đấy. Hình thức thì phẩy như video quay đây nhá. Ok chưa ạ? Hình thức phẩy như video quay đây. 12 Pro thì màn là 6.1 inch. Còn 12 Pro Max là 6.7. Giá cây 12 Pro 256 g màu xanh này là 10 triệu 6 nhé. 10 triệu 6 tặng kèm sạc cáp nhanh cường lực ốp lưng đầy đủ. Đấy. Rồi chuyển sang hai cây màu đen hai cây màu đen thì một cây là pin 85 và một cây là pin 88 nhé đây tại vì máy đời cao là cứ phải dán cam vào sợ nó bị xước hoặc là bị tì cam đây nha mọi người nha 12 Pro một cây bản Mỹ và một cây bản Hàn nhé đấy cây bản Mỹ thì pin 85 cây bản Hàn thì pin 88 nhé hình thức máy này quay rất là cận cho mọi người luôn nhé Đấy, nhiều anh chị cứ bảo là quay không nhìn thấy gì Mà quay rõ nét, rõ cận cảnh luôn cho mọi người nha Ok chưa ạ? Hàng phẩy nhỡ nhá Hàng phẩy nhỡ này thì nó rơi vào khoảng 95% Được cái là máy zin hết Dùng thì thoải mái luôn Không phải lo gì đến máy lỗi Đấy, nhà em test full hết rồi Không có lỗi lầm gì nhá hai cây màu xanh này giá chỉ có 10 triệu rưỡi thôi nha mọi người 10 triệu rưỡi một cây 12 Pro quốc tế 256 g giá chỉ có 10 triệu rưỡi một cây thôi Đấy, sập giá rất là kinh luôn sập giá hơn một triệu một cây luôn nhá tặng kèm sạc cáp nhanh cường lực ốp lưng đến sang tuần sau thì không có cái giá này nữa nhá tuần sau thì giá nó sẽ chênh lên khoảng hai ba trăm một cây rồi tiếp theo là dòng XR mới về này đây XR mới về về thì được ba cây uh, 128 trăm hai À, Benzin 90, 90 và 91 Hình thức phẩy hết nhá Đấy Lô này về hình thức phẩy hết Mỗi cây sẽ có bị chảy xước một tí nhá Đấy Mỗi cây sẽ có bị chảy xước một tí Nửa cái là máy zin hết Chưa qua sửa chữa gì cả Đây lô này là tất cả đều bản quốc tế Hàn nhá Lô này tất cả đều bản quốc tế Hàn Không có bản Mỹ nha Đây ạ iPhone XR quốc tế 128 g XR này mình cũng sử dụng được hai sim một sim vật lý và một e sim đây nó hiện hai email sử dụng được hai sim nha mọi người nha bản quốc tế và bao quốc tế chọn đời cho mọi người XR thì pin cũng trâu lắm đấy bộ nhớ 128 g ba màu như này giá mỗi cây là 5 triệu một cây 5 triệu một cây thôi ạ XR quốc tế 128 g giá chỉ 5 triệu một cây bảo hành 3 tháng tặng kèm sạc cáp nhanh cường lực ốp lưng đầy đủ đây, XR nó thì chỉ có một cam như này thôi nhé đấy hai cam thì mọi người lên iPhone 11 XR chỉ có một cam thôi chuyển sang 64g 64g hôm nay có nhé màu vàng màu đỏ màu trắng và màu đen này đây màu vàng Benzin 96 màu đỏ Benzin 85 và 89 hình thức máy này mỗi cây đều có chảy xước nha đấy chảy ít thôi không chảy nhiều đâu Hàng này bao zin cho mọi người Vừa mới về luôn Vừa mới bóc hộp luôn Ok chưa ạ Tất cả đều US 16 luôn không, không Mọi người nếu mà không quen Cái giao diện của US 17 ấy Thì mọi người cứ giữ nguyên uh, US 16 dùng cũng ngon rồi nhá Đấy uh, bản 64 ghi giá là 4 triệu 7 nha Bản 64 ghi 4 triệu 7 một cây Rẻ hơn 128 ghi là 300 nghìn Và vẫn máy vẫn bao zin cho mọi người À, bản quốc tế Hàn và bảo hành 3 tháng nhé rồi chuyển sang màu trắng này đây màu trắng mẹ mắng cũng mua nha hình thức cũng phải mỗi cây sẽ có chảy một xíu nha mọi người Đấy. mỗi cây sẽ có chảy một xíu ok chưa pin theo máy này pin zin theo máy này 91 96 88 và 89 Đấy, anh chị nào mua nhanh thì mình sẽ được những cây pin cao và nhà em bán đồng giá cho mọi người là 4 triệu 7 một cây đấy pin nó tranh nhau có mấy phần trăm pin thôi không nhiều đâu ok chưa ạ à? tất cả đều là bản quốc tế ha đấy giá là 4 triệu 7 một cây nha màu trắng cũng thế rồi chuyển sang màu đen màu đen có đúng một cây duy nhất này pin zin 86 trăm hình thức cũng phải khoảng 98 phần trăm nhé Đấy. Cây màu đen này thì chảy ít hơn Đây cả lô thì có cây màu đen này là bản Mỹ nhé Bản Mỹ 64 gb Ok chưa ạ XR màn cũng 6.1 in Hình thức phẩy 98% Giá cây này là 4 triệu 7 tặng kem Xa cáp nhanh cường lực ốp lưng đầy đủ Bảo hành 3 tháng cho mọi người nhé Rồi cuối video là một cây XS XS nhé XS màn à, Cây này tình trạng máy là vỏ xấu Pin zin 89% Cây này vỏ xấu nha Anh chị nào mà đeo ốp lưng dùng Thì mình mua được cây này Ok chưa ạ Vỏ cây này xấu Được cái là men zin, màn zin, vỏ zin hết Pin cũng zin luôn Đây iPhone XS quốc tế 64GB Giá cây này thanh lý cho mọi người là 4 triệu rưỡi nha 4 triệu rưỡi cây XS vỏ xấu này 4 triệu rưỡi vẫn tặng sạc cáp nhanh cường lực ốp lưng và bảo hành 3 tháng nhé rồi mọi người đừng quên nhà em còn rất là nhiều tai nghe iPod Pro 2 hàng này mọi người dùng thì bao phê luôn chức năng định vị đổi tên sạc không dây chống ổn xuyên âm có đầy đủ cả nhé đấy anh chị nào mà mua số lượng thì chỉ hơn 100.000 thôi còn mua lẻ là 250.000 một bộ mình đã trải nghiệm được cái chiếc tai nghe iPod Pro 2 này rồi Mua kèm iPhone thì sẽ được free ship đơn hàng nhé Còn mua lẻ thì mọi người chịu phí ship Phí ship thì từ 32 đến 42 000 tùy địa phương nhé Rồi ok video đến đây là kết thúc rồi Mọi người mua hàng hoặc cần tư vấn cứ liên hệ qua Zalo hoặc số điện thoại của em nhé Xin chào tất cả mọi người